Hoan nghênh đa gia tao Xin Phú Trinh Hoa Ngữ Trung Tâm Xuế Hàn Ngữ. Chào mừng mọi người đến với Trung tâm Hoa ngữ Tân Phước Khánh học tiếng Hoa nha. Chính thiên, wǒ men kài shì xuế dì yī kè. Hôm nay chúng ta bắt đầu học bài số 1. Wǒ men xuế de kè chéng shì Hàn Ngữ Trung Cấp Giáo Trình. Giáo trình chúng ta học là giáo trình tiếng Hoa trung cấp. Trung cấp giáo trình, trung cấp ha. Wǒmen xuế wǎn zhe bǎn shù, fāng xìn kǎo Hàn Ngữ suǐ píng kǎo shì dì sì jǐ le. Học xong quyển sách này chúng ta yên tâm là thi HSK4 rồi nha. Là quyển này, zhe bǎn shù yǐ gōng you 15 kè, sách này tổng cộng có 15 bài. Mỗi cái 星期 xuế yī kè. Wǒmen yào bǎ kè wěn dù de liu lì, bǎ sēng cì xuế huì nèng gòu tīng xiě, hǎi yào fān yì, bǎ kè wěn dōu kě yǐ fān yì chū lái, bǎ kè wěn dù de fěi chǎng liu lì, zhè yāng wǒmen fāng xìn kǎo Hàn Ngữ suǐ píng dì sì jǐ. Hǎo, jīn tiān 我们开始学第一课, 请大家打开书, 打开书. Mọi người tìm mua quyển sách này nha. Nó có cái phiên bản là Giáo trình tiếng Hoa trung cấp. Tác giả biên soạn là Trương Văn Giới và Lê Khắc Kiều Lục nha. Đây là tập 1, tí chỉ tập 1. Học hết tập 1 thôi là thi HK4 được rồi. 第一课我们学的第一课是给朋友的一封信, một lá thư gửi cho bạn. 我们先读生词, chúng ta đọc từ mới trước, mọi người mở từ mới ra. 第一课, từ mới nha, trang 9, theo sách có thể là trang 9. 专业, bú quơ, bì rú, yuê tú, cha, chính chẳng, củ ly, toan, khơ phú, in xiang, lý xiang, sầu, chi lụy, quê lợ, yuê lãn sư, chi chinh, xiao yuán, tân hồ huy hoàng, sân dệ, bảo bu, tả chuyển, lơ truy, tầng, su phả sơ, su phả gia, binh bu, binh mấy yếu, sầu tu, minh sân củ chi, thi, quân hào, chu, âu vấn, chẳng, chẳng chẳng. Nì mến chú ý, chờ sân chữ lì, sân chữ tập hẳn bên yếu y cơ xinh xinh, có một cái ngôi sao ha. Nà sư thơ bế tờ sân chữ. Chờ xe yếu bèo, có đánh dấu á, yếu bèo chờ xinh xinh tờ sân chữ. Những cái từ mới có đánh dấu sao. Hâu men yếu chỉ sư, phía đằng sau có giải thích. 你们要把这些生词都要读完, phải đọc hết tất cả những từ mới này nha. Học khơ vấn, do là video chỉ ghi hình 20 phút cho nên là thầy sẽ dạy nhanh, dạy đọc qua từ mới xong rồi là dạy đọc qua bài văn và dịch bài, thế thôi là kết thúc một video rồi. Còn ai muốn học tốt học kỹ thì phải đến trường lớp là học mới học tốt được nha. Rồi mời cả lớp đọc theo bài văn kỳ ti khơ kỳ phẳng dầu tờ y phân xin. Rồi đọc theo nha. Âu Vân, ni hào. Wǒ dào Bǎi Jīng yǐ jīng yī gè duō yuè lè. Zhè lǐ de lǎo shì hě tóng xuè duì wǒ dōu fěi chǎng rè qíng you hǎo. Wǒ suī rán xuè xǐ hěn máng. 但是生活是很愉快的,
我学的专业是中国历史。 老师讲课都很认真， 听了他们的课， 更提高了我研究中国历史的兴趣。 不过， 我来中国以前， 只学过2年汉语。 学起中国历史来， 语言方面的困难还不少。 比如， 听课只能听懂 60%-70%， 阅读能力也比较差。 对于这些困难， 老师非常了解。 他们经常鼓励我， 帮助我。 我相信， 经过一段时间的努力， 这些困难是可以克服的。 在学校里， 我认识了不少 中国同学。 在我的印象中， 中国学生 大部分都有理想， 守纪律， 他们关心国家大事， 关心世界大事。 为了学好文化知识 和科学技术， 认真努力的学习。 图书馆， 阅览室里 经常坐满了人。 晚上， 寂静的校园里， 只有图书馆灯火辉煌， 有些实验室 也亮着灯光。 很多人都学习工作到深夜。 这里很多人都有早起锻炼身体的习惯。 青年学生最喜欢的是跑步。 有些老教授、老工人喜欢早上在校园里散步或者打拳，这也是老年人生活中的一种乐趣吧。为了丰富课外的文化生活，同学们还组织了 歌唱团、音乐队等等。大家可以根据自己的兴趣自由参加。前几天，一位喜欢书法的中国同学介绍我参加了他们的书法社。你不要笑我， 我并不想当什么书法家，我是太喜欢中国书法这门艺术了。教我们书法的是一位60多岁的老书法家，他写的大字漂亮极了。北京市 中国的首都，又是世界著名的文化古城。在这短短的一个月里，我参观了不少名胜古迹，下星期日还要去游览长城呢。你们现在学习忙不忙？ 看见以前的老师和同学，替我问好，祝你快乐，你的朋友比尔，10月20日。我们已经把课文读完，老师已经把课文念一次，陪他读。
bài văn một lần rồi. À, 你们跟着读五次到十次, mọi người đọc theo 5 đến 10 lần. Tú tao liu li với chữ, đọc đến lưu lo mấy thôi nha. Họ xin chào bọn mình phan y, bây giờ chúng ta phiên dịch. À, dịch nhanh thôi, thầy không thể phân tích là từng cấu trúc ngữ pháp chậm chậm được. Thế nên ai muốn học kỹ, học tốt thì phải đến trung tâm Hoa ngữ Tân Phước Khánh, là thầy sẽ dạy đọc ngữ pháp, dịch từng câu sao cho nó lưu loát nha. Nãy giờ dịch bài đọc nhanh thôi mà hết 10 phút rồi, nên mà dịch bài nữa chắc là hết 2-30 phút đấy. À, dịch bài nhanh nha. À, Owen, chào bạn. Tôi đến Bắc Kinh đã hơn 1 tháng rồi. Thầy giáo và bạn học ở đây đối với tôi đều rất là nhiệt tình, tốt bụng. Tôi mặc dù học tập rất là bận rộn, nhưng mà cuộc sống rất là vui vẻ. À, chuyên ngành mà tôi học là môn lịch sử Trung Quốc. Giáo viên giảng bài đều rất là nghiêm túc. À, nghe xong bài giảng của họ càng nâng cao cảm hứng của tôi đối với việc nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. À, có điều là trước khi tôi đến Trung Quốc chỉ học qua 2 năm tiếng Hoa. Khi mà bắt đầu học lịch sử Trung Quốc, những khó khăn về mặt ngôn ngữ vẫn không ít. Ví dụ như nghe giảng bài chỉ có thể hiểu được 6-70%. Môn đọc hiểu, năng lực của môn đọc hiểu cũng tương đối kém. Đối với những khó khăn này, giáo viên rất hiểu. Họ thường xuyên động viên tôi, giúp đỡ tôi. Tôi tin rằng trải qua sự cố gắng trong một đoạn thời gian, những khó khăn này là có thể khắc phục được. Trong trường học, tôi đã quen biết không ít những người bạn học Trung Quốc. Trong ấn tượng của tôi, các bạn học Trung Quốc phần lớn đều rất có lý tưởng, giữ kỷ luật. Họ quan tâm đại sự quốc gia, quan tâm những việc lớn của thế giới. Vì để học tốt kiến thức văn hóa và khoa học kỹ thuật, chăm chỉ học tập, rên chân nụ ly, chăm chỉ cố gắng học tập. Trong thư viện, trong phòng đọc sách, thường xuyên ngồi đầy khắp người, đầy kín người. Buổi tối, trong khuôn viên yên lắng hay là tịch tĩnh yên lắng, chỉ có trong thư viện còn có đèn đuốc sáng trưng. Có một số phòng thí nghiệm hay là phòng thực tập á, vẫn còn có đèn sáng trưng. Rất nhiều người học tập và làm việc đến đêm khuya. Nơi đây rất nhiều người đều có thói quen dậy sớm rèn luyện sức khỏe. Những điều mà học sinh thanh niên yêu thích là chạy bộ. Có những giáo sư lớn tuổi, công nhân lớn tuổi, già tức là lớn tuổi á, yêu thích cái gì? Yêu thích là tản bộ hoặc là đánh quyền ở trong khuôn viên trường. Đây cũng là một loại hứng thú trong cuộc sống của những người lớn tuổi. Vì để làm phong phú cuộc sống văn hóa ngoại khóa, các bạn học đã tổ chức là đoàn ca, đội âm nhạc, vân vân. Mọi người có thể tự do tham gia
mọi người có thể tự do tham gia cái gì theo cảm hứng của mình. Mấy ngày trước, một người bạn học Trung Quốc yêu thích thư pháp giới thiệu tôi tham gia câu lạc bộ thư pháp của họ. Bạn không nên cười tôi. Tôi vốn không hề muốn làm nhà thư pháp gì cả. Tôi chỉ là quá yêu thích cái môn nghệ thuật thư pháp Trung Quốc này. Người mà dạy tôi môn thư pháp này chính là một vị giáo viên một nhà thư pháp lớn tuổi, khoảng 60, hơn 60 tuổi. Những cái chữ lớn mà cái loại chữ lớn mà ông ta viết cực kỳ đẹp. Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, lại là văn hóa, lại là thành phố cổ xưa về văn hóa nổi tiếng trên thế giới. Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, tôi đã tham quan không ít danh lam thắng cảnh. Chủ nhật tuần sau còn đi tham quan Trường Thành nữa. Các bạn bây giờ học tập có bận không? Có bận hay không? Gặp được Khanh trên là gặp được giáo viên và các bạn học ngày xưa. Hãy hỏi thăm giùm tôi. Thi Vũ Văn Hào hỏi thăm giùm tôi. Chúc bạn vui vẻ. Bạn của bạn Peter, ngày 20 tháng 10. Rồi bài này chúng ta đã học xong. Là bây giờ mọi người lắng nghe yêu cầu của thầy để mà học đạt tiêu chuẩn tốt, thi được 2K4, nắm được bài. Là các em phải học thuộc tất cả từ mới của bài số 1 này. Trong bài văn có từ mới nào chưa biết, mình cũng phải học thuộc, viết thuộc hết tất cả những từ mới nha, phải viết thuộc lòng. Thuộc tức là đọc cái chữ đó là phải viết được ra, là đạt yêu cầu về từ mới. Học thuộc kỹ từ mới thì chúng ta mới có thể sau này là thi AK4, là cái môn đọc hiểu, đọc nhanh đó, mới đạt được. Còn cái bài văn thì các em phải đọc được lưu loát, đọc thật là nhanh, đọc lưu loát giống như thầy nãy giờ đọc vậy đó, đọc nhiều lần cho đến khi lưu loát. Và khi mà đọc lưu loát bài văn rồi thì phải dịch được từng câu là nghe thầy nãy giờ dịch sơ qua. Nhưng mà nãy giờ thầy chỉ dịch thôi chứ không có hướng dẫn về ngữ pháp, không đủ thời gian. Cho nên là các em phải là biết dịch bài này cho thật là tốt, dịch tốt, dịch được, chép ra từng câu, dịch từng câu, chép từng câu, dịch từng câu, hoặc chép hết một bài rồi dịch từng câu, dịch hết nguyên bài văn. Như vậy là đạt yêu cầu về từ mới, về đọc bài và dịch bài nha. Xong rồi, mặt sau của cái từ mới á, là có cái phần giải thích từ ngữ á, là bắt đầu bằng từ phủ cua, nhưng chẳng những chẳng qua đó, là cho đến từ chinh trạng, cho đến từ thi là thay thế đó, tức là hết trang 12 đó, các em phải đọc hết tất cả những câu này, chép ra tập và dịch hết từng câu sang tiếng Việt. Như vậy là các em mới đạt tiêu chuẩn của cái bài này nha. Còn nếu mà không học theo những gì thầy đã hướng dẫn thì các em không thể học tốt được nha. Rồi mọi người nhớ là hãy đăng ký kênh của thầy là Tiếng Hoa Tân Phước Khánh, là cho một cái like, là ấn cái chữ đăng ký kênh ha, đánh cái gì mà subscribe ha. Rồi những người bạn nào mà cũng đang học sách trung cấp, cái trình độ tương đương, thì các em hãy copy cái đường link của cái bài này, chia sẻ cho bạn của mình để cùng học cái bài này nha. Thì ai không thể tới trường được, sui bu neng zhi jie dao jiao shi dao xue xiao lai gen lao shi xue zhong ji han yu jiao cheng. Đồng học mến, học sinh mến, cũng có thể theo dõi một khóa học video, dần dần học từ khóa học đầu tiên đến khóa học thứ 15 cũng có thể. Được rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại.